Chiều ngày 25 tháng 4, ông Nguyễn Mạnh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh lớp 8 tử nạn. Khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4, sau khi tan học, 7 học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Sơn Hà rủ nhau đến hồ Giáng Tiên nằm trên địa bàn xã để vui chơi. Trong lúc vui chơi thì có 3 em học sinh xuống hồ để tắm và bị đuối nước. Có một em được bạn bè đi cùng cứu được, còn 2 em là Nguyễn Lê Khánh Ly và Phạm Như Ý 14 tuổi tử vong. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, thi thể của hai cháu được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Hiện chính quyền đã đến gia đình các nạn nhân, động viên thăm hỏi, đồng thời giao cho các hội đoàn thể kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình em Ly vì hoàn cảnh khó khăn.